chuyển bóng ngược trở về, Trọng Hoàng tranh chiếc bóng anh ngã và đó là một tình huống phạm lỗi của số 11 bên phía Malaysia. Dapaui như vậy là không phải số 11 mà cầu thủ mà áo số 20 Siapik. Các cầu thủ Việt Nam đã đưa bóng nhập cuộc, Trọng Hoàng chuyển bóng vào trong Công Phương lại Việt Vị rồi. Trợ lý trọng tài đá càng cờ báo lỗi Việt Vị của tiền đạo bên phía đội tuyển Việt Nam. Hai tình huống Việt Vị liên tiếp của đội chủ nhà. Non một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và vào lúc này tỷ số trên sân đấu quốc gia Mỹ Đình vẫn đang là 0-0. Một lần nữa thì thủ thành Farizan lại đẩy bóng ra khỏi khu vực cấm địa để thực hiện quả đá phạt do lỗi Việt Vị của đội chủ nhà. Anh em đặt bóng ngay phía trước vòng cung 16m50 và vẫn sẽ là một tình huống đưa bóng bổng sang phần sân của đội tuyển Việt Nam. Bóng đi hơi chếch sang bên phía cánh trái, Talaha anh đánh đầu chuyền bóng cho đồng đội của mình, bóng được trả ngược trở lại khu vực giữa sân. Các cầu thủ Malaysia tìm cách kiểm soát bóng ngay trên đường trung tâm trong sự đeo bám quyết liệt của Tuấn Anh. Cú vung từ bóng từ chân của Tuấn Anh đi ra bên ngoài để biên dọc. Malaysia được hưởng quả ném biên bên phía cánh trái để tấn công. Corbion đang tìm đồng đội của mình để phối hợp thực hiện quả ném biên. Anh ném lên cho